Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư. Rất vui được gặp quý vị nhà đầu tư trong chương trình Tiêu điểm đầu tư phát sóng vào thứ ba, thứ tư hàng tuần. Tôi là Tuấn Hoàng 3P và trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm một cái câu chuyện rất là hay của Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp này nói riêng. Đó là câu chuyện ngành cảng biển. Và trong ngành cảng biển này thì chúng tôi có pick ra một doanh nghiệp có khá như là nhiều câu chuyện trong thời gian tới, đó là Zemandev. Và cái tiêu điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng là Zemandev liệu có đang có thiên thời, đang có điện lợi và nhân hòa của họ đang như thế nào đó. Và cái tiêu điểm của Zemandev chính là Zemanlink, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái Zemanlink có đặc điểm gì mà cái thiên thời và điện lợi đang hỗ trợ cho Zemandev tại thời điểm này. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi qua một chút về thiên thời. Thiên thời là gì? Là có sự chuyển dịch hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và sự chuyển dịch này diễn ra như nào, chúng ta có thể nhìn qua một số biểu đồ sau. Biểu đồ thứ nhất là biểu đồ về thay đổi trong cơ cấu GDP của Trung Quốc. Thì tất cả chúng ta hãy nhìn cái đường màu đỏ đây. Đây, đường màu đỏ đây. Đây, đường màu đỏ đây. Là đường về cái cơ cấu về cơ cấu dịch vụ trong tổng thể nền kinh tế của GDP Trung Quốc. Thì họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ năm 2015 đến nay, và họ đã vượt qua được cái ngành xây dựng và chế biến chế tạo. Đó, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà cơ cấu thay đổi thì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó bắt đầu phát triển một cách gì đó, nó theo hướng công nghệ cao hơn và bền vững hơn. Chi phí của nhân công của Trung Quốc đang tăng rất là mạnh mẽ. Chúng ta có thể nhìn cái biểu đồ phía bên tay trái này trước. Biểu đồ bên tay trái thể hiện cái tăng trưởng tiền lương của Trung Quốc và tăng trưởng tiền lương chung của châu Á. Đó thì chúng ta thấy là tăng trưởng của châu Á và Trung Quốc bao giờ cao vượt trội hơn so với phần còn lại mà không gồm Trung Quốc. Và thời gian này kéo dài rất là lâu, kéo dài từ năm 2006 đến nay. Đó, và đồng thời chúng ta nhìn thấy biểu đồ bên phải là cái lương của cái ngành sản xuất của Trung Quốc ấy. Thì đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là lương của ngành sản xuất, công nhân sản xuất Trung Quốc đâu đó mất khoảng là 25 triệu so với mức lương của Việt Nam đó chỉ có 6 triệu mà thôi. Chúng ta thấy là mức lương của Trung Quốc gấp 4 lần mức lương sản xuất tại Việt Nam. Và giống như cái câu chuyện mà trong cái buổi đại hội cổ đông của Hòa Phát, anh Long chủ tịch có nói câu chuyện rằng là lương của thợ hàn của ở Trung Quốc là đâu đó là mức lương của họ là 50 triệu, trong khi đó mức lương tại Việt Nam chỉ đó khoảng một thợ hàn chỉ khoảng 15 triệu, tức là đâu đó gấp khoảng 3,5 lần. Đó thì cái số liệu này và cái số liệu mà anh Long có nói đến, Tuấn cho rằng là khá là tương đồng với nhau. Đó thì khi mà cái số liệu nó cái chênh lệch mức lương cao như vậy thì đương nhiên ok, đồng ý rằng là một người thợ công nhân tại Trung Quốc có thể lành nghề hơn tại Việt Nam, nhưng mà cái mức chênh nó quá lớn khiến cho cái dòng vốn sẽ đổ dần sang Việt Nam, sang nước mà có cái chi phí gia công rẻ hơn rất nhiều. Thậm chí nếu nhìn sang một nước có cái nền văn hóa rất là tương đồng Việt Nam và có cái cơ cấu dân số cũng tương tự như Việt Nam, thì chúng ta thấy là Thái Lan, cái mức lương họ là 9,5 triệu đồng, trong đó mức lương của Việt Nam nó có 6,32 triệu đồng một tháng mà thôi. Đó, thì đấy là những cái điều mà chúng tôi thấy rằng là cái sự dịch chuyển đang là tất yếu. Rồi, chúng ta lại nhìn thêm một cái biểu đồ nữa, là biểu đồ mà từ khi cái quá trình dịch chuyển này bắt đầu diễn ra rất là mạnh mẽ kể từ khi mà Tổng thống Trump lên và ông ấy quyết định đánh thuế hàng hóa nhập khẩu vào từ Trung Quốc vào. Thì khi đó thì rất nhiều các nhà sản xuất mà đang gia công tại Trung Quốc thì họ sẽ chuyển dịch một phần cái công năng sản xuất sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Và đó Việt Nam mình sẽ được hưởng lợi từ cái quá trình đấy. Nếu như ở đây có một thêm biểu đồ nữa là biểu đồ về cái lượng hàng xuất khẩu, những nước nào xuất khẩu vào Mỹ nhiều nhất, thì Việt Nam đã tăng vọt lên rất nhiều thứ hạng sau khi mà có cái đánh thuế đấy của Tổng thống Trump. Rồi, đó là một cái thiên thời, tức là thiên thời thứ nhất đó chính là cái sự dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và thứ hai, chúng ta sẽ nhìn cái địa lợi Việt Nam mình có địa lợi gì để cái ngành cảng biển phát triển. Thứ nhất đó là FTA, chính là đặc sản Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng là trong những năm qua, từ năm 2014 đến nay, Việt Nam mình ký kết rất nhiều các hợp đồng, các gọi là free trade agreement, tức là những cái hiệp định thương mại tự do. Chúng ta có hiệp định thương mại CPTPP, đúng không ạ? Hiệp định thương mại ASEAN với Hàn Quốc, hiệp định song phương Việt Nam Hàn Quốc, Việt Nam Nhật Bản, ASEAN Trung Quốc, vân vân, rất nhiều thứ. Và chính những cái điều đó sẽ khiến cho cái giá
giá thành sản xuất, cái thuế suất mà Việt hàng Việt Nam xuất khẩu của các nước đó sẽ được rẻ đi rất là nhiều. Một cái biểu đồ mà Tuấn muốn quý vị nhìn thấy đó chính là cái biểu đồ về thuế suất. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái giai đoạn là đây, từ 2019, 2020, 2021 và 2022 thì thuế suất của Việt Nam và ASEAN sẽ giảm dần từ 0,07% về còn 0,04%. Chúng ta sẽ nhìn một số các khu vực khác, ví dụ như là Hàn Quốc này, theo cái hiệp định ASEAN Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có giảm được cái chi phí thuế suất từ 5,9% về chỉ còn 4,6%. Tương tự, rất nhiều các mảng thuế suất sẽ giảm từ giai đoạn 2019 đến 2022 và dự kiến là sẽ còn tiếp tục đến 2023, 2025. Đó thì đây là những cái lợi thế rất là lớn Việt Nam. Nếu như họ có thể dịch chuyển sang các nước khác như Thái Lan chẳng hạn, nhưng Thái Lan liệu có cái FTA vào EU hay không? Đó thì đấy là những cái lợi thế của Việt Nam rất là lớn. Rồi, chúng ta cũng cái đấy là những cái câu chuyện về FTA và nó đã được link sang cái kết quả thực tế khi mà chúng ta nhìn thấy bên của bên trái đây, biểu đồ bên trái là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của mình tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong cả một giai đoạn rất là dài vừa qua. Và thứ hai là vốn FDI. Chúng ta thấy vốn FDI đây, vốn thực hiện và vốn đăng ký, thì vốn đăng ký luôn luôn ở mức rất là cao trong cả một giai đoạn vừa rồi và luôn luôn có tăng trưởng. Đây là giai đoạn của quý 1 2020 và quý 1 4 tháng 2020, 4 tháng 2021 thì cái mức tăng của vốn giải ngân cũng bắt đầu tăng trưởng trở lại. Đó. Và ngoài ra thì nếu như quý vị có để ý tất cả những công ty khu công nghiệp ở trên sàn có cái đà tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ 2018 đến nay. Ví dụ như ngày đấy Tuấn cũng cầm cổ phiếu NTC chẳng hạn, thì NTC tăng một cái cú rất là mạnh từ là 60.000 lên đâu đó là 300.000, mà chưa trong cái đó họ trả rất nhiều cổ tức rồi, cái số lượng cổ tức của họ trả 50-60.000 rồi. Đó thì chúng ta thấy rằng là một loạt các cổ phiếu ngành khu công nghiệp tăng rất là mạnh, SSC, NTC, PHR, đúng không ạ, rất nhiều công ty. Thì điều đấy chứng tỏ rằng là cái sức hút của nền kinh tế Việt Nam với cả các nước, các công ty sản xuất đa quốc gia là rất là lớn. Đó thì khi mà cái lượng hàng, lượng nhà cung cấp đổ dồn vào đây thì đồng thời với họ sẽ phải xuất khẩu hàng hóa đi các nước khác, và trong cái đó thì ngành cảng biển là ngành gián tiếp hưởng lợi sau cái quá trình đó. Rồi thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã biết rằng là FTA vào Việt Nam, FTA là đặc sản Việt Nam và rất nhiều các nước đổ dồn vào Việt Nam để sản xuất, thì đương nhiên là nó sẽ, người ta sẽ hướng đến phần cảng, đúng không ạ? Và khi hướng đến phần cảng thì chúng ta sẽ tìm đến rằng là cái cảng nào có hạ tầng kết nối rất là đồng bộ với các khu kinh tế lớn của Việt Nam, thì đó sẽ là những cảng có lợi thế rất là mạnh mẽ. Thì đây chúng ta sẽ thấy rằng là hai cụm cảng lớn nhất của Việt Nam là những cụm cảng có cái hạ tầng rất là mạnh mẽ, gồm có cụm cảng Hải Phòng và Lạch Huyện, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều các đường tuyến huyết mạch ở đây, như kiểu cao tốc Hải Phòng Hà Nội chẳng hạn, rồi cao tốc từ Hải Phòng sang Quảng Ninh, vân vân, đúng không ạ? Rồi thứ hai là chúng ta ở khu bộ tứ kinh tế Sài Gòn, gồm có Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, là khu vực mà có cái hạ tầng kết nối rất là đồng bộ. Đó. Rồi, ngoài ra thì trong cái khu vực mà bộ tứ kinh tế miền Nam ấy thì có một đặc điểm rất là hay là như này. Cái khu vực Cát Lái trước đây vẫn luôn luôn là khu vực cảng lớn nhất của bộ tứ kinh tế đó, nhưng cái hạ tầng kết nối đến Sài Gòn chẳng hạn, họ bị tắc nghẽn rất là nhiều. Cái đường biển, đường sông đến đó thì rất là ok, nhưng từ đường sông, từ cái cảng sông cho đến các hạ tầng đường bộ tiếp theo thì họ bị tắc nghẽn. Thì lúc đó người ta nổi lên một cái cụm cảng mới, chính là cụm cảng cái thép mép Thị Vải. Và cụm cảng thép mép Thị Vải đã có một hạ tầng đồng bộ rất là mạnh, ví dụ như là đường 91B này đó, rồi đường Phước Hòa, cái mép, vân vân, rất nhiều cái đường nó khiến cho cái khu vực cụm cảng cái mép Thị Vải bắt đầu nổi lên thành một cụm cảng thay thế cho cụm cảng Cát Lái đó. Rồi tiếp tục là một cái xu hướng nữa, nó vừa là thiên thời nhưng nó cũng vừa là địa lợi cho những công ty mà sở hữu cái cảng khu vực nước sâu. Đó là lấy ví dụ nhé, ở khu vực Hải Phòng, khi mà cái cầu Bạch Đằng chảy qua thì lập tức là những cái cảng phía bên trong cầu Bạch Đằng là họ được rất là ít hàng. Ví dụ như chúng ta thấy những cảng như cảng Đoạn Xá này, cảng Hoàng Diệu này, rồi cảng VSC, có cái cảng Green ấy,
đúng không ạ, càng xanh green thì họ cái mức phí nó bị giảm rất là sâu. Ngược lại các cảng ở khu vực bắt đầu ngoài hạng nguồn thì họ bắt đầu thu được nhiều lượng hàng hơn và cái giá thành cũng được tăng lên, đồng thời sau đó là cảng cung cảng lại thuyện đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng mà chuyển dịch từ cảng nước nông sang cảng nước sâu rất là mạnh. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện rằng là cung cảng cái Mét Thị Vải là một cụm cảng rất là lớn, họ có thể đón được cái tàu lên đến 200 DWT và đồng thời đó là cái mớm nước sâu của họ lên khoảng 16 mét, tức là cái tàu, những con tàu lớn nhất của thế giới hiện nay như kiểu Evergreen, Ever Given và vừa rồi bị tắc nghẽn tại kênh đảo Suez thì cũng hoàn toàn thể đáp được tại cảng của cái Mét Thị Vải. Và Diamond Link chính là một cái khu vực, một cái cụm cảng của Diamond Depp và có cái lợi thế đó. Rồi chúng ta sẽ nhìn quay lại sang là Nhân Hòa, tức là Diamond Depp có gì, đúng không ạ? Đó thì Diamond Depp là một cái công ty mà có cái công suất cảng khai thác cảng của họ hiện tại rất là lớn. Công suất hiện tại của họ là 3,75 triệu TEU và họ phải tăng lên được 5,2 triệu TEU nữa sau khi mà Diamond Link đi vào hoạt động. Đó và hai cái cảng sắp tới của họ rất là quan trọng, đó là cảng Nam Đình Vũ và cảng thứ hai là cảng Diamond Link. Đó là hai cảng rất là quan trọng của Diamond Depp và đặc biệt là cảng Diamond Link. Vì như Tuấn vừa phân tích, cái khu vực cụm cảng Cái Mét Thị Vải là khu vực đang được nổi lên và đồng thời đó thì Cái Mét Thị Vải nó nằm ở rất gần Bà Rịa Vũng Tàu. Và chính vì vậy những khu công nghiệp mà gần Bà Rịa Vũng Tàu ấy bây giờ cũng đang được săn đón nhiều hơn ở khu vực ở Bình Dương. Trước đây là Đồng Nai này, sau đó Đồng Nai khi mà phun cái quỹ đất thì họ bắt đầu chuyển dời sang Bình Dương. Hiện tại Bình Dương vẫn còn rất nhiều quỹ đất. Tuy vậy thì do cái cụm cảng Cái Mét Thị Vải nó đang là cụm cảng quan trọng, chính vì vậy mà các nhà đầu tư bắt đầu hướng đến cái khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Đó thì đấy là câu chuyện về Cái Mét Thị Vải và Diamond Link. Thì đây chúng ta sẽ có cái cảng Diamond Link này là một cảng mà công suất của nó là khoảng 2,5 triệu TEU nếu như mà đến cả giai đoạn 2. Nhưng mà giai đoạn 1 thì đâu đó khoảng 1,4, 1,5 triệu TEU mà thôi. Rồi cảng Diamond Link là một cảng sâu nhất trong, tức là top 19 cảng sâu nhất thế giới và lớn nhất thế giới, có thể đón được tàu như kiểu Tuấn vừa nói, đó là Ever Given. Và khi mà đón được tải trọng lớn như thế thì Việt Nam mình sẽ trở thành một cái khu vực mà đây, nó sẽ trở thành một khu vực mà đón luôn các tàu, thay vì ngày xưa Việt Nam mình chỉ là một cái khu vực trung chuyển nhỏ thì bây giờ đã trở thành một khu vực trung chuyển lớn thay cho những khu vực như kiểu Singapore này. Ngày xưa thì các tàu lớn phải đáp ở Singapore hay đáp ở Hồng Kông, nhưng bây giờ hoàn toàn phải đáp ngay tại Cái Mét Thị Vải đó. Thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn của Diamond Depp với cả khi sở hữu Diamond Link này. Và ngoài ra câu chuyện tăng giá của Diamond Depp là gì? Năm nay với sự giúp đỡ của các cổ đông của họ, Diamond Depp thì họ một đặc điểm rất lớn là họ có full chuỗi dịch vụ từ kho hàng đến vận chuyển này đó. Và cái cổ đông lớn của họ là CMA nằm trong cái Alliance về vận tải biển quốc tế, thì khiến cho cái lượng hàng của Diamond Depp rất là lớn. Và khi lượng hàng lớn như vậy thì họ có thể lấp đầy công suất của Diamond Link một cách rất là nhanh chóng. Và dự kiến là ngay trong năm nay 2021 là họ hoàn toàn thể đạt được là 80% công suất. Lưu ý thêm với quý vị một chút rằng là cái ngành cảng biển ấy thì 80% công suất chỉ đủ để làm cho công ty hòa vốn thôi, nhưng 20% còn lại nó sẽ tạo ra một cú lãi rất là lớn. Đó thì năm nay dự kiến là họ sẽ lãi được khoảng ngay 24 tỷ, nhưng sang năm họ sẽ full được công suất của giai đoạn 1 này, thì lúc đó cái lợi nhuận của họ sẽ lên được khoảng 500-600 tỷ, chứ nó không thể ở mức 24 tỷ nữa, tức là một cú nhảy vọt rất là lớn, quý vị thấy ạ. Rồi thì đây là cái dự kiến của họ sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 ngay sau khi giai đoạn 1 đã full công suất đó, thì họ sẽ tăng tiếp được thêm 900.000 TEU nữa. Rồi và theo đến đó thì kết quả kinh doanh của Diamond Depp trong giai đoạn từ 2021-2022 cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là đây, quý vị sẽ nhìn cái cột màu đen đấy, cột màu đen đây, cột màu xám xám đây đó. Thì 2020 cái lợi nhuận họ sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại do cái nền thấp của năm 2021 họ sẽ tăng trưởng lại sau nền thấp của 2020 và lợi nhuận họ sẽ đạt được 545 tỷ, tăng trưởng 42%. Và đến năm 2022 tăng trưởng lợi nhuận của họ có thể đạt đến 60% nhờ cái Diamond Link phun được công suất. Và lúc đó thì P/E của họ
tại mức giá 39.000 cập nhật ngày hôm nay, thì P/E đến 2022 họ chỉ về còn 13 lần mà thôi. Và có một ẩn số nữa rất là hay đối với cả công ty này, đó là họ sẽ thanh lý cái mảng cao su, giúp cho cái hoạt động của công ty này hiệu quả hơn. Trong rất nhiều năm vừa rồi, từ năm 2012 cho đến nay, thì Zevendep có một cái số tiền đầu tư 1.400 tỷ vào cao su, 1.400 tỷ vào cao su. Và cao su từ năm 2009 đỉnh là 2009 cho đến hiện nay thì cao su luôn luôn ở mức giá rất là thấp, đáy của rất nhiều năm. Nhưng hiện tại thì do giá dầu này, đúng không, giá dầu đang tăng rất là mạnh. Rồi Tuấn có nói đến cái super cycle of commodity, tức là cái xu thế mà tăng giá hàng nguyên vật liệu cơ bản ấy, đang diễn ra trên toàn thế giới, thì đó thì khiến cho giá cao su sẽ tăng theo chu kỳ đó. Thì khi đó Zevendep sẽ hoàn toàn thanh lý được cái mảng cao su của mình, và khi thanh lý được như vậy thì họ sẽ tạo ra được một khoản lợi nhuận bất thường. Và thời điểm đấy diễn ra bao giờ thì hiện tại chúng ta chưa thể nói được, đúng không ạ? Nhưng mà kể cả trong trường hợp họ bán ở mức hòa ra vốn thì họ sẽ giải phóng được 1.400 tỷ, giải phóng được 1.400 tỷ tiền, và họ dùng 1.400 tỷ đó khiến cho cái cơ cấu tài chính họ tốt hơn rất là nhiều. Đó, thì tóm lại đối với cả cổ phiếu Zevendep này, họ có những gì? Thứ nhất, họ có thiên thời, họ có sự chuyển dịch hàng hóa từ Trung Quốc sang, đúng không ạ? Họ có địa lợi là Việt Nam là một nước có FTA rất là nhiều, thuế suất rất là thấp. Và thứ hai nữa là cái triển vọng của khu vực các cụm cảng như Cái Mát Thị Vải, cụm cảng Hải Phòng là những khu vực có lợi thế cạnh tranh rất là lớn so với cụm cảng khác tại Việt Nam. Và thứ ba là về nhân hòa, là họ có cái hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics cung cấp dịch vụ cung ứng rất là đầy đủ và full. Rồi thứ hai nữa là họ có sự hỗ trợ của cổ đông lớn là CMA, CGM, khiến cho cái lượng hàng lấp đầy cho Zemlink sẽ rất là nhanh chóng. Đó, và một cái ẩn số mà tôi muốn nói đến đó chính là ẩn số về thanh lý mảng cao su. Và định giá của Zemlink nếu như nhìn theo thuần PE thì hiện tại không phải là rẻ. Tuy vậy thì Tuấn nhìn thấy rằng là cái câu chuyện tăng trưởng của Zemlink trong vòng khoảng 2 thậm chí 4 năm tới nó rất là hấp dẫn, và chúng ta hoàn toàn để sở hữu cổ phiếu này trong thời gian tới. Để xác định điểm mua chuẩn hơn thì Tuấn xin mời khách mời của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Văn Linh, chuyên gia kỹ thuật của VND, sẽ tư vấn thêm quý vị anh chị về cái điểm mua và bán của Zemlink. Thì mời Linh. Vừa rồi anh Tuấn có chia sẻ với chúng ta về câu chuyện của Zemlink trong cái thời gian tới. Thì tiếp theo chúng ta xem thị trường hiện tại đang đánh giá cổ phiếu này như thế nào, và hiện tại có những cơ hội giao dịch ngắn hạn cho cổ phiếu này trong thời gian tới không. Thì trước tiên về cổ phiếu Zemlink, chúng ta đã nhìn thấy một cái xu hướng tăng giá rất rõ của cổ phiếu này bắt đầu từ giai đoạn tháng 3 năm 2020, chính là cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo đáy sau cái thông tin về dịch Covid, và cho đến thời điểm hiện tại cổ phiếu này đã tăng lên tiệm cận đến cái vùng giá 40, một cái vùng giá mà trước đó rất quan trọng, đó là cái vùng quanh cái vùng 37-38, khi mà cổ phiếu đã vượt qua cái vùng này và quay trở lại test thành công cái vùng giá này. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó cổ phiếu đã có một cái cú điều chỉnh rất mạnh từ cái vùng đỉnh 37-38 về lại vùng giá 26. Đây là một cú điều chỉnh chung theo thị trường. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn lại cái cú rơi này thì chúng ta thấy rằng là nó đang khá mạnh hơn so với thị trường chung. Và cho đến hiện tại thì cổ phiếu đã vượt khỏi cái vùng 37-38 này và thiết lập một cái vùng giá cao mới quanh vùng giá 39. Một điểm tích cực cho Zemlink về mặt kỹ thuật là chúng ta quan sát cái dòng tiền đã từ đầu tháng 5 đã có dấu hiệu quay trở lại rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy những cái phiên khối lượng tăng đột biến và kèm theo đó là cái giá cổ phiếu cũng gia tăng theo. Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là dòng tiền trên thị trường đang bắt đầu có quan tâm mua vào những cổ phiếu này trong cái thời gian vừa qua. Thế về ngắn hạn thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái vùng giá mà có thể cân nhắc mua vào cho Zemlink nếu có trong thời gian tới, đó là vùng giá quanh vùng giá 37.5 cho đến 38, là cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể chờ cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá này để mình có thể mua vào ở vùng giá này.
Về giao dịch của GMDF trong cái đoạn này thì nhìn chung vẫn 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 rất tích cực, khi mà cái những phiên tăng giá nó đang chiếm chiếm chủ động so với những cái phiên giảm giá. Cụ thể là từ đầu tháng 5 đến giờ, chúng ta đang nhìn thấy có rất nhiều những phiên tăng giá, mà những phiên đó là những cây nến tăng giá rất mạnh, và chúng ta chỉ có nhìn thấy có 4 đến 5 phiên giao dịch của cổ phiếu điều chỉnh giảm, và khối lượng tại những cây giảm điểm nó cũng đang khá thấp so với những cái phiên tăng điểm. Thì đây đang nhìn thấy rằng là cổ phiếu đang trong một cái giai đoạn mà tích lũy để tăng giá trong thời gian tới. Và nếu mà cổ phiếu test lại cái vùng 37.5 đến 38 thì cái mục tiêu giá tiếp theo của chúng ta kỳ vọng nó sẽ nằm ở vùng nào? Thì cái vùng giá tiếp theo của GMDF nếu mà tăng trong thời gian tới thì nó sẽ nằm đâu đó ở vùng giá khoảng vùng 40 cho đến 44, là cái vùng giá mà vùng giá 44 này sẽ là cái vùng giá mà chúng ta có thể đặt cái mục tiêu chốt lời cho cổ phiếu GMDF trong thời gian tới. Và cái giá mục tiêu này so với cái vùng mua 37.5-38 cũng là một cái vùng mà cái tỷ suất lợi nhuận trên rủi ro của chúng ta cũng khá hấp dẫn. Và cái vùng mà mình và cái vùng hỗ trợ hiện tại của GMDF mà trước đó đã là kháng cự rất mạnh, là vùng khoảng 36 đến 36.5 đến 37 sẽ là cái vùng hỗ trợ mới cho GMDF trong thời gian tới. Do đó cái điểm mua tại cái vùng giá nếu có ở vùng 37.5 đến 38 ấy, thì là một vùng rất tốt để mình có thể sở hữu cổ phiếu GMDF cho cái mục tiêu ngắn hạn của cổ phiếu này trong thời gian tới. Thì trên đây là cái góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật và những cũng như cái điểm mua vào và những cái vùng giá chốt lời tiềm năng, hay là cái vùng giá mà có thể tham gia cổ phiếu này trong thời gian tới. Thì trên đây là cái quan điểm của Hoàng Linh về phân tích góc nhìn về kỹ thuật GMDF. Thì xin mời Tuấn tiếp tục tổng hợp lại cổ phiếu này. Ok, như vậy là chúng ta đã đi qua cổ phiếu GMDF. Với quan điểm về cơ bản thì Tuấn cho rằng là công ty GMDF đang có thiên thời, có điện lợi, có nhân hòa và có các ẩn số thanh lý mảng cao su. Theo quan điểm như vậy thì Tuấn cho rằng là GMDF rất là phù hợp để tích lũy trong dài hạn. Đó, thì chúng ta cứ tích lũy và cái câu chuyện của GMDF sẽ chưa thể kết thúc trong giai đoạn từ giờ đến 2023 cơ. Vì cái lợi nhuận của họ sẽ còn tăng trưởng rất là lớn nhờ cái cổ phiếu GMLink được, cái khu vực cảng của GMLink được lấp đầy. Và đứng trên quan điểm ngắn hạn thì anh Linh cũng đã chia sẻ đến quý vị nhà đầu tư, đó là chúng ta có thể mua vào trong giai đoạn từ 37.5 đến 38 khi mà cổ phiếu có những nhịp điều chỉnh, và chúng ta phải kỳ vọng trong ngắn hạn đó là cổ phiếu này lên được vùng giá là 44.000. Đó, thì nếu như nhìn như vậy thì cái mức lợi suất đâu đó khoảng 12 đến 15% nữa, và Tuấn nghĩ rằng là khá hấp dẫn để anh chị em quý vị nhà đầu tư có thể theo dõi cái case này. Ngoài ra thì đây Tuấn muốn dành một vài phút để nhắc quý vị rằng là bên V-Rex đang có một cái group gọi là group về cộng đồng tích sản, đầu tư tích sản và tăng trưởng bền vững, là group này. Quý vị có thể quét mã QR, Tuấn quý vị pause cái video và quý vị có thể quét QR của cái này, đó chính là cái Facebook. Và trong này sẽ có đầy đủ các thông tin về những cổ phiếu nào nên được đầu tư chung và dài hạn đó. Và thứ hai nữa là cộng đồng đi trade sẽ dành cho những quý vị nào mà muốn hôm nay mua gì bán gì, thì sẽ có anh Linh là người sẽ phục vụ trực tiếp quý vị trên cái trang Facebook đó. Ngoài ra những quý vị nào mà muốn tìm hiểu về khóa học chứng khoán của VNREX thì quý vị có thể quét cái mã QR này. Đó, thì có rất nhiều các khóa học trong này, cũng có khóa học đi stock này là về cơ bản, và đi trade là về kỹ thuật, rồi khóa nền tảng chứng khoán cho những quý vị mà mới F0, mới bắt đầu vào thị trường. Rồi, ngoài ra thì đây là Facebook của Tuấn, và nếu như anh chị có câu hỏi gì các anh chị có thể chat trực tiếp với Tuấn. Và lời cuối Tuấn vẫn muốn nói nhắc nhở quý vị anh chị rằng, mặc dù Tuấn đã nhắc rất nhiều nhưng Tuấn nghĩ rằng là mình cũng nên nói lại, đó là mình hãy lựa chọn những công ty mà có khả năng tăng trưởng, tức là chúng ta nhìn cái đường màu đỏ là đường tăng trưởng, và chỉ cần cổ phiếu cứ tiếp tục tăng trưởng thì cho dù chúng ta có thể mua đắt trong ngắn hạn thì về dài hạn chúng ta sẽ không bao giờ bị lỗ. Đó, thì quan trọng nhất là đó là tăng trưởng. Và Tuấn xin hết cái buổi chia sẻ về tiêu điểm đầu tư tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong buổi tiếp theo.